Xin mến chào tất cả các em học sinh tiểu học thân yêu đang đến với kênh Tư liệu tiểu học. Các em ơi, hôm nay trong video nhỏ này, thầy sẽ các em cùng thầy làm các bài tập có trong quyển bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 2 dành cho buổi 2 của bộ sách mới giáo khoa mới sách kết nối tri thức với cuộc sống. Nào, thầy cùng em cùng vào làm ở tuần 19. Trong tuần 19 này chúng ta cùng nhau ôn việc gì các em nhỉ? Ở tuần 19 này thì thầy cùng các em đang học về bài đọc Chuyện bốn mùa và Mùa nước nổi. Thông qua hai bài 71 72 tuần 19 này thì chúng ta cùng luyện tập về mở rộng vũ từ các mùa, dấu chấm hỏi và viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật. Yêu cầu đã rõ. Nào, thầy mời các em đến giờ quyển vở sách tiếng Việt lớp 2 buổi 2 trang 3 ra, chúng ta cùng nhau học bài nhé. Bài học ngày hôm nay chúng ta có phần đọc thông qua 3 tiết. Tiết đọc này, bài sắc đỏ. 1. Đọc bài sắc đỏ. Các em hãy nghe thầy đọc và đọc cùng thầy nhé. Sắc đỏ, mùa xuân, cây gạo nở hoa đỏ rực. Bé nhặt những bông hoa gạo và thốt lên. Đẹp quá, ước gì lúc nào cũng được thấy hoa gạo rực rỡ thế này. Nghe bé nói vậy, cây gạo chợt nghĩ phải tìm cách để sắc đỏ được lưu truyền bốn mùa. Cây nói với bạn bè, hoa tôi nở suốt mùa xuân, sang mùa hè tôi muốn màu đỏ được truyền sang loài hoa khác, rồi mùa thu về loài hoa ấy được truyền sắc đỏ sang loài hoa khác nữa. Các loài hoa đều cho đó là ý hay. Khi những tiếng ve bắt đầu cất lên thì hàng phượng vĩ cũng bắt đầu nhận sắc đỏ từ cây gạo. Mỗi lúc một ảo ạt, rồi hè qua thu đến, mặc cho gió heo may và nắng khô hanh, thảm hoa son vẫn nở đỏ tươi bạt ngàn. Mùa đông mưa giả xích, gió tê buốt, trời âm u, cây cối trơ trụi, nhìn những đốm đỏ nở dài sát của hoa son, bé ước sắc đỏ vẫn tươi thắm mãi. Cây bàng hiểu mong ước của bé. Thật khó, bàng đã kết trái vàng thơm vào mùa thu, nhưng cây bàng đã có cách. Mấy hôm liền trời mưa, bé không ra khỏi nhà. Các cánh cửa cũng đóng im ỉm. Khi trời vừa hửng, bé mở cửa sổ. Ô, lá bàng đỏ tươi đẹp chưa kìa. Theo Trần Hoài Dương. Bây giờ chúng ta làm bài tập trả lời các câu hỏi và làm bài tập theo văn bản. Chúng ta câu hỏi đầu tiên: vì sao cây gạo muốn sắc hoa đỏ được truyền suốt bốn mùa? Đánh dấu nhân vào ô vuông trước đáp án đúng. Ý thứ nhất, vì màu hoa đỏ của hoa gạo rất đẹp. Ý thứ hai, vì muôn loài cây mong muốn như vậy. Ý thứ ba, vì nghe thấy điều ước của một cô bé. Vậy, chúng ta thấy xuất hiện, bé nhặt bông hoa gạo và thốt lên, đẹp quá, ước gì, lúc nào bé cũng được nhìn thấy hoa rực rỡ thế này. Vậy đây là lời ước của cô bé. Vậy, chúng ta chọn, vì nghe thấy điều ước của một cô bé. Đánh dấu nhân vào đây, đúng nha. Chúng ta vừa làm xong câu 2. Sang câu 3. Chúng ta chú ý, ở câu 3, sắc đỏ đã được truyền qua những loài cây nào ở mỗi mùa? Mùa xuân thì cây gạo. Mùa hè, thầy đố các em là cây nào? À, các bạn ạ, ở mùa hè thì sang cây gì các em nhỉ? Mùa hè thì cây phượng, hay gọi là hàng phượng vĩ. Thế mùa thu thì cây gì các em? À, mùa thu thì chúng ta thấy ngay ở đây là có cây gì nhỉ? Hoa son. Mùa thu thì cây hoa son. Thế còn mùa đông thì cây gì? Cây bàng. Cây bàng. Cây bàng nó đỏ đấy. Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng. Cây bàng lá đỏ, đó là cái bài hát của một nhạc sĩ đã hát về cái bàng.
Vì sao cây bàng giữ sắc đỏ trong lá mà không phải trong hoa? Với câu hỏi này thì các em có thể trả lời như sau. Bàng giữ lại màu đỏ vào trong lá là bởi vì mùa mùa hè thì bàng ra hoa đúng không? Và bàng đã kết trái thơm, hoa rụng thì bàng đã kết trái thơm vào mùa thu. Bàng không còn cách nào khác để cho bé vui lòng, thì bàng đành phải giữ sắc đỏ vào lá. Đó là lý do tại sao. Các em có thể viết ngắn gọn vì bàng đã kết trái thơm vào mùa thu là được rồi. Chúng ta chuyển câu 5. Theo em, mùa xuân sau hoa gạo nở đỏ, cô bé sẽ nói gì với cây gạo? Đúng rồi, em đóng vai là cô bé để em nói ý này. Các em ạ, đây là câu phát triển năng lực. Thì các em có thể viết như thế này. Các em đóng giả là cô bé. Thì các em phải nói với cây gạo: cây gạo ơi, bé cảm ơn cây gạo. Bé đã hiểu sắc đỏ của cây gạo đã được giữ trọn cả bốn mùa. Hay cây gạo ơi, bé cảm ơn cây gạo vì màu đỏ được giữ cho bé tươi mãi cả năm vì các con nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang tiết 3. Tiết này gọi tiết 2 và tiết 3. Tiết này tiết 2. Chúng ta chuyển tiết 2 này. Tìm trong bài đọc sắc đỏ, các từ ngữ nêu đặc điểm của thời tiết và cảnh vật của mỗi mùa. Mùa xuân thế nào? Mùa hạ thế nào? Mùa thu, mùa đông. Mùa xuân thì có cây gạo nở hoa đỏ rực. Thì mùa hạ thế nào? Người ta bảo tìm từ ngữ thôi, nêu đặc điểm thời tiết. Các bạn ạ, chúng ta dựa vào bài sắc đỏ thì ta nói về mùa xuân như mẫu. Mẫu, mùa xuân thì cây gạo nở đỏ, nở hoa đỏ rực. Thế mùa hạ thì chúng ta cảm nhận được những đặc điểm rất riêng biệt mùa hạ. Ve bắt đầu cất lên, phượng vĩ nhận sắc đỏ. Thế còn mùa thu thì em viết điều gì? Mùa thu em viết gió heo may. Ta viết về nắng khô hanh, nắng thì khô hanh. Hoa son thế nào? Hoa son nở đỏ tươi, bạt ngàn. Tiếp tục, thế còn mùa đông? Có những đặc điểm của mùa đông như thời tiết và cảnh vật. Ta sẽ viết như sau. Mưa rả rích, gió tê buốt, trời âm u, cây cối trơ trụi, lá bàng đỏ tươi. Vậy, những đặc điểm có trong bài sắc đỏ mà chúng ta nói về bốn mùa, giống như câu chuyện chuyện bốn mùa của chúng ta đã học ở chương trình của sách tiếng Việt 2. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2. Phần 2 yêu cầu bài tập 2 của tiết 2 viết 1 đến 2 câu nói về đặc điểm thời tiết hoặc cảnh vật ngày hôm nay ở nơi em sống. Ngày hôm nay trời sơi se lạnh của quê thầy giáo nhé. Các em ạ, quê thầy giáo bây giờ đang vào giữa đông. Thầy có thể viết thế này: hôm nay quê em trời hơi lạnh. Các chỉ viết thế là được rồi. Gió đông bắc thổi trên đồng đã trơ gốc rạ. Đây là cảnh vật và có gió đông bắc. Trưa mặt trời ló dạng cũng bớt đi cái lạnh rét. Trong vườn, đây là cảnh vật của mùa đông, hoa cúc vàng rực. Và chúng ta đã xong bài tập 2. Tôi tin rằng các em cũng có cách viết khác, không cần giống như thầy. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Nào, thầy cùng em chuyển sang bài tập số 3. Bài số 3 yêu cầu điền dấu hỏi hoặc dấu chấm. Dấu hỏi, không có dấu hỏi nhé, không có dấu hỏi, dấu chấm hỏi. Đề sai, các em phải dấu nhé. Điền dấu chấm hỏi, điền dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm vào ô vuông. Chúng ta chú ý đây là đoạn hội thoại giữa bạn Nam và bạn Bắc theo tiếng cười học sinh. Đề người ta viết thiếu, các bạn chú ý mẹ, các mẹ dạy con bổ sung vào cho thầy, bởi vì như thế là người ta sẽ là các con đã không hiểu. Không có dấu hỏi, chỉ có dấu chấm hỏi thôi. Nào, các bạn chú ý: vì sao Nam, sao người ta gọi mùa lạnh là mùa đông nhỉ? Đây là câu hỏi có từ nhỉ và có từ sao là từ để hỏi. Vậy chúng ta vào đây, đây là dấu chấm hỏi. Tiếp tục, chúng ta có Bắc, vì mùa lạnh nằm đông người thì ấm. Vậy bạn đã nghĩ mùa, mùa lạnh thì nằm đông, đông ở đây là nhiều, đông người thì ấm. Thế bạn cho lý giải thế, ta điền dấu chấm ở đây. Đây là câu khẳng định, câu kể mà. Thế sao mùa nóng
lại được gọi là mùa hè. Sao mùa nóng được gọi là mùa hè? Ta có từ sao này? Ta có từ sao là từ để hỏi. Vì thế đây là câu hỏi, ta điền dấu chấm hỏi. Bạn Bắc bạn trả lời như sau: vì mùa nóng nằm ngoài hè thì mát. Hè ở đây có nghĩa là ngoài hiên, ngoài hiên nhà, cái hiên nó có một cái trái hiên thì ngồi nằm nằm ở ngoài đấy, mang cái chõng ra nằm ở đấy nó mát, nó có gió. Thì vì bạn nghĩ từ hè, hè này là hiên đấy. Đây là một ý trọn vẹn, ta đánh dấu chấm. Cậu người nghĩ quá. À, chính là bạn đã hiểu sai. Đông có nghĩa là đông người, hè có nghĩa là nằm ở ngoài hiên thì mát, gọi là mùa hè. À, rất là buồn cười phải không các bạn nhỉ? Đấy, rất là nhị. Chúng ta chuyển sang tiết 3. Tiết 3 yêu cầu bài 1: điền vào chỗ trống câu A, câu B, chờ viết bằng con chữ CH, chờ viết bằng chữ TR. Ta đọc với sao? Bài này của Nhật à anh. Rừng Tây Nguyên rất đẹp, vào mùa xuân hoặc mùa thu, bầu trời trong xanh. Trong ta viết TR, trời ta viết TR. Không khí mát mẻ trong lành, ánh nắng chiếu 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 rọi, viết CH, qua kẽ lá thành từng luồng sáng dịu nhẹ. Nhìn một câu văn rất là hay, một đoạn văn rất hay tả về rừng Tây Nguyên. Bây giờ sang phần B, các em điền át hay ác vào chỗ trống. Trời bỗng dưng đổ mưa những hạt, a tờ át, những hạt mưa nối nhau rơi trên tàu lá chuối lộp bộp. Đàn vịt dưới ao được tắm mưa khoái chí kêu càng cạc càng cạc. Chú chó con đứng gác trước hiên nhà, đứng gác trước hiên nhà lo lắng sủa gâu gâu. Nũ gà con chiêm chiếp nháo nhác tìm mẹ, nháo nhác tìm mẹ. Vậy thầy vừa hướng dẫn các em đã điền đúng vần át, át đánh vần a tờ át trong tiếng hạt, còn ác đánh vần a cờ ác có trong tiếng cạc, trong tiếng gác, trong tiếng nhác. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2 của hoạt động viết. Em hãy viết 3 đến 5 câu tả một cảnh đẹp, cảnh vật khi trời mưa, hoặc cảnh núi đồi, hoặc cảnh biển, hoặc cảnh đêm trăng. Ngân yêu cầu các em là viết 3 đến 5 câu tả cảnh đẹp như cảnh vật khi trời mưa, hoặc là cảnh núi đồi vào một buổi sáng, hay là cảnh biển, hay là cảnh đêm trăng. Mày văn này là văn tả cảnh đẹp quê hương đúng không nhỉ? Chỉ cần viết 3 đến 5 câu thôi chấm. Các em ạ, quê thầy là nông thôn nên thầy giáo rất ấn tượng với những cảnh đẹp của đêm trăng. Vậy thầy viết đến vài câu, tạo thành một đoạn văn ngắn để tả một cảnh đẹp. Cảnh đẹp đó là đêm trăng. Các em chú ý nhé, chỉ cần viết ngắn thôi, ngắn những câu mà các em dễ hiểu nhất, không cần viết dài, đúng không? Đêm trăng quê em đẹp lắm, đây là câu giới thiệu. Trăng sáng soi khắp làng mạc, núi đồi ruộng đồng. Câu thứ hai, ánh trăng nhuốm vàng hàng cau trước nhà, là câu thứ ba. Trăng sáng soi rõ con đường làng, là câu thứ tư. Trên sông trăng hòa vào nước lấp lánh ánh bạc, dòng sông như một dòng trăng, là câu thứ năm. Trên cao trăng du du theo sáo diều, là câu thứ sáu. Các em ạ, vừa rồi tôi đã hướng dẫn các em làm 3 tiết trong tuần 19 về bài tập bổ trợ tiếng Việt lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và thầy tin rằng các em sẽ làm được nội dung của các tiết học này. Và còn hay hơn, nhớ cho thầy, chúng ta phải sáng tạo thì làm văn mới hay nhé. Và cuối cùng, thầy xin chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Cúp bà phà láo.